Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sau đây là cập nhật tin bão khẩn cấp cơn bão số 3 Yagi. Trưa nay, vị trí tâm bão số 3 ở vào khoảng 20,6 độ vĩ bắc, 107,6 độ kinh đông trên vùng biển Quảng Ninh Thái Bình. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 13, tức là từ 134 đến 149 km/h, giật cấp 16, di chuyển theo hướng tây tây bắc, tốc độ từ 15 đến 20 km/h. Trưa chiều ngày hôm nay, vùng biển Cô Tô, Đảo Trần và các xã đảo thuộc huyện Vân Đồn có gió mạnh cấp 12-13, giật cấp 16, sóng biển cao từ 6 đến 8 mét, biển động dữ dội. Vùng ven biển từ Quảng Yên đến huyện Vân Đồn mạnh cấp 10, cấp 11, giật cấp 13-14. Các địa phương khu vực miền Đông có gió mạnh cấp 8-9, giật cấp 10-12. Sâu trong đất liền từ Đông Triều đến Bình Liêu gió cấp 7, cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Các địa phương cần đề phòng nước dâng do bão sẽ cao từ 1 đến 2 mét vào chiều và đêm nay. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác trên vịnh Bắc Bộ đều có nguy cơ cao, chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Do ảnh hưởng của bão, trong ngày hôm nay và ngày mai, các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh có mưa to đến rất to. Lượng mưa các nơi phổ biến từ 200 đến 300mm, có nơi trên 400mm. Mưa lớn có khả năng gây lũ trên các sông suối, các ngầm tràn giao thông, ngập úng ở vùng trũng thấp, khu đô thị, các tuyến phố. Lũ quét và sạt lở đất ở những nơi có nguy cơ cao, đặc biệt là các công trình giao thông đang thi công, bãi đổ thải ngành than. Thông tin chúng tôi vừa nhận được thì lúc này tại huyện đảo Cô Tô đang có gió cấp 13, giật cấp 16 và mưa rất to, biển động dữ dội. Tại đây đã có nhiều công trình nhà ở bị tốc mái, nhiều cây xanh đã bị gió mạnh làm gãy đổ, sóng biển cao trên 3 mét, biển động dữ dội. Nhiều công trình của các cơ sở dịch vụ du lịch trên đảo Cô Tô bị hư hại. Tất cả các hoạt động ngoài trời hiện đã tạm dừng cho đến khi bão tan. Cô Tô là một trong những địa phương đầu tiên chịu ảnh hưởng của gió mạnh và mưa lớn do bão số 3. Trong những giờ tới, địa phương sẵn sàng cho các tình huống mưa lớn gây sạt lở, ngập lụt tại một số vị trí trọng yếu. Cơ quan chức năng lưu ý là thời gian gió mạnh nhất do bão số 3 khi đổ bộ vào Quảng Ninh là cấp 10, cấp 12 và giật trên cấp 13, 14 trong khoảng thời gian từ 9 giờ đến 16 giờ ngày hôm nay và toàn tỉnh sẽ duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to. Người dân được khuyến cáo không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Tại các địa phương trong tỉnh Quảng Ninh lúc này cũng đã ghi nhận những thiệt hại ban đầu do bão số 3 gây ra. Tại thành phố Cẩm Phả, phóng viên thời sự có mặt tại đây ghi nhận đang có gió giật trên cấp 14. Trên toàn thành phố, hàng trăm cột điện và cây xanh đã bị gió lớn làm gãy đổ. Nhiều khu vực trên địa bàn thành phố bị mất điện. Nhiều tuyến đường cây xanh ngổn ngang, phương tiện không thể di chuyển. Các mỏ than vùng Cẩm Phả đều trong tình trạng mất điện lưới. Tại khu vực cảng Cửa Ông, công ty tuyển than Cửa Ông và cảng Điền Công, công ty kho vận đá bạc, dù đã gia cố, che phủ bạt các kho than, tuy nhiên gió giật làm tốc bạt che một số kho than. Riêng khu vực nhà ăn trên khai trường công ty cổ phần than Cao Sơn, do ảnh hưởng gió lớn đã khiến cho khu vực nhà ăn bị tốc mái tôn và một số cây xanh bị đổ gãy. Trước đó vào sáng nay, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan kiểm tra công tác phòng chống bão số 3 tại cảng tàu khách quốc tế Tuần Châu, đập Yên Lập và làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng đi có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đến sáng ngày hôm nay, toàn bộ trên 6.000 tàu cá, tàu du lịch, tàu vận chuyển khách đi các tuyến đảo đã di chuyển đến các khu tránh trú bão. Hơn 2.500 khách du lịch còn ở lại trên địa bàn đã được bố trí lưu trú ở các địa điểm an toàn. Trên 3.500 lao động trên các lồng bè nuôi trồng thủy sản trên biển đã di chuyển lên bờ. Các hồ chứa nước lớn trên địa bàn đã thực hiện xả tràn. Trong đó, tại hồ Thủy lợi Yên Lập, từ ngày 5 tháng 9 đã mở cửa xả tràn với lưu lượng 10 mét khối trên giây. Đến sáng nay, tăng lưu lượng xả tràn lên 16 mét khối trên giây để đảm bảo an toàn. Công tác chỉ đạo điều hành được triển khai đồng bộ liên tục từ tỉnh đến cơ sở với phương châm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho người dân. Nghe báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh và các địa phương về công tác phòng chống bão, đồng chí Lê Minh Hoan, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đánh giá cao sự chủ động của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở trong công tác phòng chống bão. Đồng thời nhấn mạnh, diễn biến của cơn bão số 3 vẫn rất phức tạp. Vì vậy, tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các lực lượng chức năng tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác chuẩn bị ứng phó với các tình huống có thể phát sinh, nhất là tại các vị trí sung yếu như hồ đập, các tuyến đê biển, các khu vực có nguy cơ sạt lở, tuyệt đối không được chủ quan lơ là. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền phổ biến bằng các hình thức cho người dân hiểu về mức độ rủi ro, nguy cơ thiệt hại đối với từng cấp gió để người dân chủ động phương án phòng tránh. Đồng thời, tuyệt đối không để người dân quay trở lại các lồng bè, tàu đang neo đậu khi chưa đảm bảo an toàn. Chuẩn bị đầy đủ các vật dụng thiết yếu, lương thực thực phẩm để hỗ trợ người dân ở vùng bị ảnh hưởng bởi bão khi cần thiết. Sẵn sàng công tác cứu hộ cứu nạn khi có vấn đề xảy ra. Quan điểm là phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, khách du lịch còn lưu trú trên địa bàn.
đồng chí cũng đề nghị tỉnh trong thời gian tới nghiên cứu cơ chế xây dựng các cộng đồng dân cư ven biển để lấy đây là hạt nhân triển khai công tác phòng chống thiên tai ở cơ sở. Sáng nay tại Sở Chỉ huy Tiền phương phòng chống bão số 3, bão Yagi của quân khu 3 đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh, đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh quân khu 3 kiểm tra và chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 3 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Xác định Quảng Ninh là địa bàn chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão số 3, bão Yagi, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Bộ Tư lệnh quân khu 3 và của tỉnh Quảng Ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp ứng phó với các tình huống có thể xảy ra do bão, huy động tổng quân số trên 3.000 cán bộ chiến sĩ, phương tiện, thiết bị, tập trung tham mưu kêu gọi trên 5.900 tàu cá và tàu du lịch về nơi tránh trú bão an toàn, đảm bảo an toàn cho gần 2.900 cơ sở nuôi trồng thủy sản, di dời trên 2.000 hộ với trên 6.100 nhân khẩu ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập lụt. Đến thời điểm này không có thiệt hại về người. Đồng chí Đặng Xuân Phương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3 đánh giá cao công tác chủ động ứng phó với bão số 3 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Ninh. Trên tinh thần ba trước bốn tại chỗ, tỉnh Quảng Ninh đang tập trung cao nhất cho công tác phòng chống, ứng phó với bão số 3, theo dõi sát diễn biến của bão, tuyệt đối không chủ quan lơ là trước diễn biến phức tạp của bão cả trước, trong và sau khi bão đổ bộ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Quân khu 3 tiếp tục duy trì trực ban nắm tình hình để có biện pháp ứng phó kịp thời. Tập trung phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng lực lượng phương tiện để cơ động ứng phó, khắc phục, xử lý các tình huống xảy ra. Ảnh hưởng của bão số 3 Yagi gây mưa to kèm gió lớn tại các địa phương ven biển của tỉnh, phản ánh của phóng viên thời sự tại huyện Đầm Hà. Hiện nay trên địa bàn huyện Đầm Hà đang có mưa lớn kèm gió cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, làm đổ nhiều cây xanh, cổng trụ sở trung tâm hành chính công huyện, lật mái tôn, biển quảng cáo, chòi bảo vệ trên địa bàn các xã thị trấn. Nước sông Đầm Hà cũng đang dâng lên. Để đảm bảo an toàn cho người tại các khu vực, vị trí có nguy cơ trên địa bàn, huyện Đầm Hà đã di rời 676 hộ dân với 2.255 nhân khẩu đến nơi an toàn, đảm bảo lương thực, nhu yếu phẩm để người dân yên tâm ở lại, không quay trở về nhà trước khi bão tan. Huyện đã yêu cầu các phòng ban chuyên môn và các xã thị trấn liên tục cập nhật diễn biến cơn bão số 3, thông tin đến người dân để chủ động phòng chống, không chủ quan lơ là. Chuẩn bị tại chỗ và các cái phương án ứng trực tại chỗ, tuy nhiên cần phải có kết nối thông tin thông suốt để ra có được cái biện pháp điều phối và chi phối để mà chi viện và hỗ trợ kịp thời cho các cái địa phương và các cái đơn vị. Mưa đã bắt đầu cao to rồi, chúng tôi đang tập trung để mà các cái lực lượng để đã ứng trực ở các cái ngầm tràn và các cái cầu treo để ngăn chặn và ngăn cản để canh gác không cho người dân được tự ý đi qua những cái ngầm tràn này ảnh hưởng đến tính mạng của nhân dân. Có mặt kiểm tra chỉ đạo công tác phòng chống bão số 3 tại huyện Đầm Hà vào sáng nay, đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu cần theo dõi sát sao diễn biến bão số 3, sẵn sàng các phương án ứng phó với các tình huống bất ngờ có thể xảy ra trong bão số 3, chủ động phòng chống hoàn lưu sau bão, mưa lớn gây ngập úng, sạt lở đất đá. Vâng, thưa quý vị, chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị là hiện nay bão số 3 đã đổ bộ vào tỉnh Quảng Ninh và có gió mạnh trên cấp 13-14. Và trong khoảng thời gian từ 9 đến 16 giờ ngày hôm nay thì toàn tỉnh sẽ duy trì hình thái thời tiết mưa to đến rất to. Do đó mà cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Và những thông tin cập nhật về cơn bão số 3 sẽ được chúng tôi liên tục truyền tải tới quý vị trong các bản tin tiếp theo. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt.